mừng chào năm mới 2015. Kính thưa quý vị đại biểu, quý khán giả thân mến, Bản Thân Thông Lời hàng năm tiễn đưa một năm cũ qua đi, đón chào một năm mới sắp đến. Trung tâm Văn hóa An Giang xây dựng chương trình văn nghệ chào năm mới 2015 như một lời chúc tốt đẹp gửi đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị đón một năm mới, đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng và trọn vẹn yêu thương. Có một sự trùng hợp lạ kỳ như là sự sắp bày của lịch sử, đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đúng vào dịp khởi đầu của mùa xuân, để mỗi mùa xuân mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả đất nước và dân tộc lại càng vững tin hơn về một tương lai tươi sáng để cùng dốc lòng dốc sức xây dựng quê hương. Và để mở đầu chương trình văn nghệ chào năm mới 2015 là tiết mục ca múa đại đạn cho ta sáng mắt sáng lòng, sáng tác Phạm Tuyên do Phạm Giang và tất cả nam nữ diễn viên Trung tâm Văn hóa An Giang trình bày. Thằng đó cho tôi sáng mắt sáng lòng, trước như tuổi thơ tôi nào biết được, máu tôi đỏ và tim tôi yêu thương. Tôi chỉ biết là đêm tối lạnh mộng, nàng đã cho tôi sẵn mắt sẵn lòng, nàng ta ơi cảm ơn người dạy dỗ. Từ đây lòng tôi sương vui đau khổ và tình yêu gắm giọt máu. Sáng mắt sáng lòng liên tục chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, bài hát Khúc Xuân được thể hiện qua tiếng hát của đôi song ca Tấn Tài và Phượng Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.